Xe đạp F3 bọn em xin chào các anh các chị nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu một mẫu xe phù hợp cho các anh chị thích mới gọi là tham gia vào cái môi trường gọi là đạp xe thể thao. Tìm một mẫu xe vừa tiền, nhẹ nhàng với cả cũng không cần phải tìm hiểu về quá nhiều đồ. Thì em giới thiệu cả các anh chị mẫu Breakwheel R400. Hiện tại mẫu này bên em đang bán với giá là 3 triệu 100 nghìn anh các chị nhé. Thì cái mẫu này ấy, thì để mà nói về giá 3 triệu 100 nghìn thì nó là dòng tầm trung và gọi là cơ bản khi mọi người mới tham gia vào đạp xe thể thao thôi. Đừng không phải nghiên cứu hàng hãng, hàng hiếc quá nhiều. Thì em sẽ quay chi tiết cái mẫu 3 triệu 100 nghìn Breakwheel này cho các anh các chị xem. Thì nó được trang bị những cái gì? Thì chúng ta cũng cần phải đồng ý luôn rằng cái mẫu 3 triệu nó không thể nào so sánh được với mẫu 7 triệu hoặc 10 triệu được. Nhưng nó sẽ có những cái gì trên xe thì em sẽ quay sát cho anh chị xem. Đầu tiên thì chiếc Breakwheel R400 này thì nó sử dụng được trang bị một cái khung nhôm rồi. Được trang bị khung nhôm rồi anh chị nhé. Và dây con này chạy dây đề, phía sau là dây âm khung. Còn dây phanh phía sau nó vẫn đang treo ngoài đây. Đó, thì đầu tiên thì cái giá trị nhất ở trên xe thì nó vẫn là chiếc khung, thì nó đã được trang bị khung nhôm rồi. Một dây phanh đã vẫn chạy ngoài, còn dây đề nó chạy âm nha anh chị nhé. Đó, và đây là màu sơn của xe. Màu sơn của xe này thì em đánh giá con dòng Breakwheel này thì sơn cũng gọi là ok. Sơn được, đẹp và bóng, khá là rõ nét. Đó, đây là toàn bộ chiếc khung nhôm của xe. Tại vì với dòng 3 triệu 1 thì em cũng nghĩ là con này nó cũng khá là ok, chứ nó không phải là dòng quá chất lượng kém. Đấy, đây là khung xe nha anh chị nhé. Tiếp đến trên tay lái thì ta có một cái tay sừng chống mỏi này. Tay sừng chống mỏi, tay làm cao su đây thì em bọc vào để cho nó đỡ bụi. Đó, vô tăng nhôm, tay lái nhôm. Ở trên về bộ chuyển số của xe thì xe được trang bị bộ chuyển số của Shimano. Đó, Shimano đây anh chị nhé. Tay bấm xả của Shimano, đó. Đấy, tay bấm xả của Shimano. Và nó là trang bị 3 tầng đĩa trước và 7 tầng lip sau. Ở phía dưới thì xe có được trang bị một cái giảm sóc. Giảm sóc thì có khóa hành trình, nhưng thực ra cái này thì nó cũng không có tác dụng nhiều lắm đâu anh chị ơi. Mình cứ đi mình mở ra để cho nó nhún cho nó êm. Giảm sóc này thì giảm sóc nó mới được trang bị là giảm sóc vai thép thôi anh chị nhé. Giảm sóc này là dùng sử dụng vai thép. Thì đương nhiên sau một thời gian sử dụng 1-2 năm thì các cái này nếu mình sử dụng lâu mà nó xước xác ra thì đương nhiên vai thép này nó sẽ bị rỉ này. Cái đấy với con xe 3 triệu 1 thì hoặc hơn 3 triệu thì các anh chị khó thể tránh là mà tìm được con xe giảm sóc vai nhôm được. Phải tầm trên 4 triệu hoặc 5 triệu thì mình mới tìm ra là một con giảm sóc vai nhôm. Đó, tiếp đến thì xe sử dụng lốp của CST. Mang kích thước là 26x1.95. Đó. Trục bánh xe thì vẫn sử dụng là trục bicon, sử dụng bicon đây nhá. Và ốc thì nó sẽ là ốc bắt bằng ốc 15. Con này thì nó chỉ được trang bị là cái Meyer bằng thép. Đó, Meyer này là Meyer bằng thép nha anh chị nhá. Đó. Bên kia thì chúng ta được trang bị một phanh đĩa. Một phanh đĩa cơ. Về phía dưới này thì có một cái đùi đĩa của hãng Breakwheel, nhưng đùi đĩa này cũng là đùi đĩa thép thôi anh chị nhé. Đùi đĩa này vẫn là đùi đĩa thép thôi, tại vì dòng 3 triệu 1 chúng ta cần phải đồng ý luôn là nó không thể nâng được lên các đùi đĩa nhôm Pro Heel hoặc là đùi đĩa trục rỗng được, cái đấy là không thể. Tiếp đến là một gạt đĩa trước của Shimano, ở sau thì là một gạt đĩa lip sau của Shimano TZ. Đó, sử dụng lip gen vặn 7 tầng và Meyer thép bên kia. Xe này thì có một cái rất là hay là được trang bị đầy đủ đèo hàng cũng như là chắn bùn. Đó, đèo hàng và chắn bùn trước sau. Yên thì cũng được trang bị khóa mở nhanh đây rồi. Cọc yên bằng thép và yên da của Breakwheel luôn. Thì với sản phẩm mà giá 3 triệu 1 như thế này thì nó phù hợp cho các anh chị nào mới gọi là thích đạp xe gần, không phải nhu cầu đi quá xa, hoặc là sử dụng cho những bạn học sinh cấp 2 hoặc cấp 3 để các bạn đi học. Thì quá trình đi học của các bạn mà vứt quăng quật hoặc là không giữ gìn cẩn thận thì các cái dòng xe khoảng 3 triệu như thế này thì nó rất là phù hợp để cho mình sử dụng. Các bạn sử dụng cũng khoảng 2 năm hoặc 3 năm thì các bạn cũng bỏ thôi. Thì những sản phẩm như thế này thì mình sẽ không phải đầu tư quá nhiều tiền lên, thì nó sẽ phù hợp với cả đa số mọi người. Thì mình cũng xác định luôn với sản phẩm 3 triệu thì nó sẽ trang bị được mỗi điểm nhấn mạnh nhất là bộ khung nhôm cũng như là bộ tay bấm của Shimano thôi. Còn tất cả những trang bị như là giảm sóc này, Meyer này, đùi đĩa này, cũng như là cọc yên và các cái trang bị phụ kiện còn lại thường thì nó sẽ vẫn chỉ là bằng thép thôi. Đó, em giới thiệu có thể là nói hơi xấu về cái mẫu Breakwheel, nhưng tại vì nó chỉ có 3 triệu, điểm mạnh của nó chính là giá nó hợp lý. Còn đâu trang thiết bị của nó thì
tầm giá 3 triệu thì có lẽ không thể nào có con nào nó vượt trội hơn hẳn con này. Đây anh chị nhá, em giới thiệu đến đây xin là hết. Em xin chào anh chị.